11. Anh đang làm gì vậy? Bắn đi. Bắn đi. Không nhắm chuẩn được phải không? Nó lắc như thế, anh bảo em bắn chuẩn làm sao? Dớ dẫn. Người Nhật đứng yên một chỗ, đợi cô nhắm chuẩn rồi bắn hay sao? Nhắm đi, vừa nãy cô bắn chuẩn lắm mà. Bắn đi. Anh đừng phiền em. Bắn đi. Đây mà là chiến trường, người như cô đã chết cả ngàn lần rồi. Anh đừng phiền em. Người Nhật đã xông tới luôn rồi kìa. 10 mét, 8 mét, 5 mét. Nếu còn không bắn thì cô chết đấy. Ôi trời, không ngờ em lại có thể bắn trúng. Anh Đại Lâm, nhìn thấy chưa? Em bắn trúng rồi kìa. Được rồi, cô đã biết cách bắn súng rồi đấy. Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa nhé. Anh đợi chút, anh đừng đi mà. Đợi chút. Anh Đại Lâm, sau này chúng ta cùng nhau đi đánh giặc đi. Không có anh, em sẽ không bao giờ học được cách bắn súng. Tôi không muốn đi nộp mạng với các cô. Nhất định em sẽ khiến anh đồng ý đi đánh giặc với em. Tôi nghĩ cho anh nghĩ nhiều quá thôi. Nói không chừng sẽ không nguy hiểm tới vậy. Tôi là đồ ngốc hay sao? Ông chủ đã nói rồi, muốn ăn gì thì cứ ăn đó, muốn uống gì thì cứ uống đi. Nghĩa là sao đây? Rõ ràng là rượu tiễn biệt. Chẳng qua là tự anh nghĩ nhiều, tự mình dọa mình thôi. Quy tắc nghề này là như vậy, vừa ra ngoài thì dăm bữa nửa tháng mới về, hết lên núi rồi xuống thung lũng. Ai mà không phải cơm no rượu say rồi mới đi chứ? Làm gì đơn giản như vậy? Trước đây ông chủ không cho tôi học chữ, nếu phát hiện ra tôi biết chữ thì sẽ đào hố chôn tôi luôn. Hôm nay rõ ràng ông ấy đã thấy tôi và Tiểu Chí đang viết chữ. Không những không nói gì hết, còn nói với tôi cái gì mà nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nghĩa là sao đây? Rõ ràng ông ấy chẳng có ý gì tốt lành hết. Qua đây. Anh chạy đi. Chạy đi đâu? Chạy được hòa thượng có thoát được miếu hay không? Tôi chạy rồi. Mẹ tôi làm sao? Hai người phải làm sao? Tôi còn chưa đi, khéo mọi người đã gặp xui xẻo rồi. Nguyên tử, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Anh nói đi. Nếu tôi thật sự có mệnh hệ gì, cô có thời gian nhớ qua thăm mẹ tôi nhé. Còn nữa, mùng 1 với 15 hàng tháng, nhớ tới mộ của tôi, đốt giấy tiền cho tôi. Phủi phủi cái miệng của anh đi, nói toàn xui xẻo. Tôi đang đợi anh thành tam gia đấy. Không phải anh nói muốn lấy tôi làm vợ sáu hay sao? Tôi đang đợi anh chia cho tôi một căn nhà lục diện nữa kìa. Được rồi Nguyên tử, cô không cần an ủi tôi. Vậy cô thì tôi yên tâm. Cô cứ như cái cây mù u vậy, có dứt ở đâu thì cô cũng sống được thôi. Cô nói xem, hai người đó cứ ôm nhau đi tới đi lui bên cạnh cái hồ, rốt cuộc là đang khiêu vũ kiểu gì vậy chứ? Không phải cô khiêu vũ rất giỏi đó sao? Nào, dạy tôi một đoạn đi, đừng để tới lúc làm ma rồi vẫn còn quê mùa. Nào, nhanh lên, nhảy thế nào đây? Nào, tôi còn chưa chết mà, cô bày ra vẻ mặt khóc tan đó làm gì? Nào, làm vậy không hay lắm đâu. Xem ra khiêu vũ cũng đơn giản quá nhỉ. Cứ đi thế này thôi. Điền Tam Lâm, nếu như anh chết mà còn chưa đụng vào phụ nữ bao giờ, có phải là rất thiệt thòi hay không?
Ông trời cũng có biết tôi chưa từng đụng vào phụ nữ đâu. Đã thế này rồi mà anh còn chém được nữa. Anh đưa tôi bỏ trốn đi. Đúng rồi, có thể trốn mà. Vậy chúng ta bỏ trốn đi. Tôi có thể dẫn theo anh trai tôi cùng trốn. Chuyện này liên quan gì tới anh trai anh chứ? Anh trai tôi sống dai lắm. Dẫn theo anh ấy, lúc bỏ trốn cứ đi theo anh ấy, nhất định không sao. Sao tôi lại quên chuyện này nhỉ? Anh trai tôi trốn được từ chiến trường về đây đấy. Nghĩ tới chuyện này, đột nhiên tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhảy tiếp đi. Cái này đắt quá. 5 đồng một cái sao? 2 đồng thôi. Tôi mua một nửa được không? 2 đồng không bán. Tại sao 2 đồng không bán chứ? Ông làm ăn kiểu gì thế? Làm gì vậy? Huệ Vân, em ăn từ từ thôi, không cần vội. Tiểu đậu tử thế nào rồi? Em làm sao vậy? Rốt cuộc tiểu đậu tử làm sao rồi? Em nói gì đi, rốt cuộc tiểu đậu tử làm sao rồi? Đi. Anh làm gì vậy? Về nhà. Anh đừng lôi nữa, đừng xoay nữa, tôi chóng mặt quá. Anh làm cái gì vậy hả? Đánh rắm. Suốt ngày đánh rắm thôi. Thời buổi bây giờ, mạng người nhiều khi đúng thực còn không bằng cái rắm. Ít ra rắm lúc đánh nó còn kêu. Còn mạng người đùng một cái là chầu trời luôn. Đúng không? Anh từ từ thôi. Vậy nên cô nói xem, là rắm lợi hại hay là người lợi hại? Rắm lợi hại hơn. Cho nên tôi mới nói vẫn là cái mông lợi hại hơn người. Sao anh lại nói mông lợi hại hơn người chứ? Thì mông có thể đánh rắm đấy. Vẫn là mông lợi hại. Vậy thì anh làm cặp mông luôn đi. Tôi đang nghĩ cuộc đời này, cho dù tôi có đi như vậy cũng đáng mà, đúng không? Cô xem, cái gì nên ăn cũng ăn rồi, nên uống nên chơi đều thử cả rồi. Có chết cũng đáng. Đáng tiếc anh còn chưa từng đụng vào phụ nữ lần nào, đúng không? Tôi khinh. Cô coi thường tôi có phải không? Tôi đã tới cả hẻm Bát Đại rồi đấy. Chỉ là một con đàn bà thôi mà. Anh cứ chém đi. Coi thường tôi phải không? Tống Nhã Nguyên, làm gì? Cô qua đây. Anh đừng có mơ. Tôi phải xử bằng được cô. Hôm nay để tôi xem anh làm gì được tôi nào. Tới đây. Đừng mà. Nào, cô đừng làm vậy. Tôi phải xử bằng được anh mới được. Tôi không dám nữa. Hôn một cái nào. Thôi đừng làm mà. Hôn một cái. Đừng làm gì tôi mà. Đừng làm nữa. Tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Không phải anh muốn xử tôi sao? Đã bảo có chuyện muốn nói rồi mà. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Từ
rất lâu rồi. Lúc nào tôi cũng nghĩ mãi về chuyện này. Lần này đi, cô có biết người mà tôi không yên tâm nhất là ai không? Ai vậy? Là mẹ tôi. Vậy ngoài mẹ anh ra thì sao? Ngoài mẹ tôi ra thì còn có anh cả với anh hai. Hai ông anh của tôi chẳng giúp được chuyện gì cả. Tôi đi rồi, họ phải làm sao đây? Vậy ngoài mẹ anh và hai người anh của anh ra, anh còn không yên tâm về ai nữa? Nói đi chứ. Mau nói đi. Lương đại tiểu thư, cô xem, tôi sắp chết tới nơi rồi mà còn chưa nói lòng mình cho cô ấy biết nữa. Anh cứ ở đó mà nằm mơ đi. Nằm mơ? Tôi thấy anh đúng là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bắt thang mà đòi giới tới mặt trăng sao? Anh ở đó mà nằm mơ đi. Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Tôi muốn đi ngủ. Anh có nghe gì không? Có nghe gì không? Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh có nghe gì không? Mặt mũi xấu thật đấy. Để xem tôi xử lý anh như thế nào. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Anh bây giờ mới tới sao? Sao thế? Cô Izumi trở về rồi. Nếu không phải tôi mạng lớn thì chết trong tay anh ta rồi. Anh ta đâu? Ở bên trong kìa. Thế này được không? Chuyện này tôi phải thương lượng với lão thôi cái đã. Chờ hai người thương lượng xong thì tôi đi đời nhà ma rồi. Tôi biết là các anh có quy tắc, nhưng tôi còn chưa gia nhập cơ mà. Xảy ra chuyện thì ai chịu đây? Còn không phải là tôi sao? Mau về thương lượng đi. Mau lên đấy. Anh... Đại Vân Tử, nếu cô thật sự muốn tốt cho Đậu Nhi thì đừng suốt ngày nghĩ tới việc đưa nó đi nữa. Thời buổi loạn lạc thế này, đến chính cô còn không nuôi nổi thì lấy gì mà nuôi con chứ? Để nó ở lại chỗ tôi, bất luận tốt xấu thế nào, ít nhất cũng còn có cái mà ăn. Phải đấy, cháu cũng biết cậu mợ không con cái sẽ không bạc đãi tiểu Đậu Tử. Cho dù chỉ còn một miếng bánh, cậu mợ cũng sẽ để dành cho nó ăn. Cháu muốn đến thăm khi nào cũng được. Đến gì mà đến chứ? Cô cũng hiểu tôi đang lo chuyện gì. Cô cứ vài ngày lại chạy đến đây, còn không phải vì sợ nó không nhận ra cô nữa sao? Nếu đã nói tới đây rồi, tôi cũng phải nói với cô vài câu. Mợ cô đây không phải mở tiệm cháo, nên cô cũng bớt đến đây đi. Đừng lưu luyến gì thằng bé nữa. Không phải cháu đã đưa tiền cho hai người rồi sao? Lại nhắc chuyện này với tôi sao? Đại Lâm, chỉ một đồng đại dương mà muốn đuổi chúng tôi đi sao? Cô cũng biết đấy, thời buổi này nhắm mua được mấy cọng mì chứ. Cô chỉ cần để thằng bé lại thôi, còn tiền thì cầm đi, tôi sẽ không làm hại gì nó. Người nhà lão Tiền đã chết hết rồi, chỉ còn Đậu Tử là đứa con trai duy nhất. Không thể để nó ở với hai người được. Như vậy làm sao mà được? Không được đi. Anh là ai chứ? Người nhà chúng tôi đang nói chuyện, làm gì tới lượt anh xen vào chứ? Bà tránh ra. Anh không phải người nhà chúng tôi, dựa vào cái gì mà xen vào? Đừng có ngang ngược với tôi. Lão già, báo cảnh sát đi. Bắt tên lính đào ngũ này lại.
Tránh ra. Sao anh lại đánh người thế hả? Cậu, cậu xem mợ đi kìa, giết người rồi, Đại Vân Tử. Cháu dẫn loại người gì tới thế hả? Người đâu? Anh đứng lại, đứng lại ngay cho tôi. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Được rồi, đừng khóc nữa. Lão Tiền giao hai người cho tôi rồi. Tôi không thể để cho hai người bị ức hiếp được. Chúng tôi không cần anh lo. Giờ tôi đã có giấy lương dân, cũng đã có việc làm. Tôi có thể nuôi hai người được mà. Chúng tôi không cần anh nuôi. Những gì Lão Tiền nhà anh chuyển lời, anh đều nói xong rồi. Anh mau quay về sống cuộc sống của mình đi. Là em đã cứu mạng tôi. Nếu không tôi đã chết từ lâu rồi. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cho dù tôi có nợ anh thì giờ cũng trả hết rồi. Anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. Đi. Mẹ tôi và em trai tôi đều đã tới đây rồi. Theo tôi về đó một chuyến đi, coi như đi để cho biết nhà. Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô. Cho tôi một xâu. Đậu tử, cầm lấy. Theo chú về nhà nhé. Đi. Đầu bếp Kobayashi, anh cũng ra dáng bếp chính quá chứ, còn phải nói sao? Đây là chỗ của anh sao? Làm sao vậy chứ? Ra ngoài mua thuốc đi, tôi không đi. Anh không thấy tôi đang bận sao? Mau lên. Gì vậy không biết? Ức hiếp người ta sao? Nhìn cái gì? Cho tôi bao thuốc. Chỗ tôi có thuốc rất tốt. Anh xem thử đi. Không cần, lấy đại một bao là được. Anh vẫn nên xem đi. Xem rồi trong lòng cũng dễ chịu hơn. Sau này phải biết điều chút đấy. Nhìn thấy khẩu súng đó chưa? Tôi cho anh biết, anh ấy là súng thần nổi tiếng đấy. Đứng từ đây chỉ cần cử động ngón tay chút thôi cũng dư sức lấy mạng của anh. Tự biết cân nhắc đi nhé. Tôi biết rồi. Anh yên tâm, xung quanh nhà hàng này đều là người chúng ta cả. Tôi biết rồi, tất cả. Tối nay hai đứa cứ ở lại nhà bác đi. Sáng sớm ngày mai bác bảo Đại Lâm đưa hai đứa đi. Đại Vân, cháu là ân nhân cứu mạng của thằng cả nhà bác. Sau này nếu có thiếu thứ gì thì cứ về đây lấy nhé. Mẹ, uống nước đi. Bác gái, bác tuyệt đối đừng nói như vậy. Đại Lâm là gì cháu mới gặp phải chuyện đó. Sau này hai người cứ ở đây luôn đi, đừng về nữa. Ý của Đại Lâm là hai nhà chúng ta không cần khách sáo. Bất luận sau này cháu có sống ở đây, đây cũng vẫn là nhà của cháu. Mẹ, sau này con sẽ nuôi hai mẹ con bọn họ. Chúng tôi không cần anh nuôi. Chúng tôi có thể tự nuôi mình. Trước khi Lão Tiền qua đời, đã giao mẹ con hai người cho tôi. Tôi phải lo chứ.
uống nước đi, không cần khách sáo. Ăn lạc đi này, tiểu đầu tử, tự mình bóc lạc ăn đi nhé. Tự mình bóc đi, ăn đi cháu. Nào, ăn đi, tự mình bóc đi. Cháu nghỉ ngơi đi nhé, bác đi làm đây. Đại Lâm, trời ạ, à, cũng thật tình. Con để đồ của mẹ ở đâu rồi vậy? Đại Lâm, mẹ quên cái hôm đó con nói. Vừa nãy trong nhà con nói vậy là sao? Con nói sau này con sẽ nuôi hai mẹ con họ. Con đừng có hồ đồ. Mẹ biết là con muốn báo ơn, nhưng mà con bé đó là quả phụ, lại còn có con nữa đấy. Giúp gì thì giúp thôi là được. Con không được có ý khác đâu đấy nhé. Con nói thật cho mẹ biết, có phải hai đứa có gì với nhau rồi không? Không có. Vậy thì tốt. Mẹ phải nói trước với con, quả phụ nhiều chuyện phiền phức lắm. Mẹ còn nghĩ cho danh dự của nhà họ Điền chúng ta. Hai đứa đừng có gì với nhau đấy nhé. Nói nhẹ thì chỉ là mặt mũi của nhà họ Điền thôi, còn nói nặng thì chồng người ta từng cứu mạng con đấy. Lát nữa giàu thì đưa thêm chút tiền cho người ta là được. Sau này đừng gặp lại nhau nữa. Con không sợ người ta nói ra nói vào. Nếu mẹ thấy sợ, ngày mai con dọn ra ngoài sống chung với cô ấy. Dớ dẫn, con có dám nói lại lần nữa hay không? Nhìn cái dáng vẻ bây giờ của con kìa, còn muốn lo cho người ta nữa. Đến chính con còn ăn không no được thì lấy cái gì mà nuôi họ chứ? Con đi đâu đấy? Đi kiếm tiền. Nhớ về sớm đấy. Ai vậy? Là tôi. Mau vào đi. Sao anh lại đến đây? Cô còn muốn đi đánh giặc hay không? Tất nhiên rồi. Anh đồng ý giúp em rồi sao? Cô có thể chi bao nhiêu tiền? Ý anh là sao? Tôi nói ngắn gọn như thế này, giờ tôi đang rất cần tiền. Chỉ cần cô chịu chi tiền, tôi sẽ làm giúp cô. Được. Anh viết một tên, tôi sẽ cho anh 10 đồng đại dương. Được. Quyết định vậy đi. Đợi chút. Nhưng anh phải dẫn em theo. Dẫn cô theo, chỉ tổ làm gánh nặng, tôi đi một mình. Vậy anh cầm cái này đi. Cô giữ lại mà dùng. Thằng bé này ngoan thật. Ông nhà bác chết sớm, là một tay bác nuôi ba thằng con khôn lớn. Quả phụ nuôi con sống qua ngày, khó khăn thế nào bác đều hiểu cả. Cũng bình thường thôi ạ. Sống bình thường thì đâu có gì cực khổ vậy chứ. Xem cháu kìa, vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp. Nếu như gặp được người tốt, bác nghĩ còn có thể đi thêm bước nữa cũng nên đấy. Bác gái, cháu hiểu ý của bác. Bác yên tâm, cháu sẽ không liên lụy Đại Lâm đâu. Bác không có ý đó. Cháu nghe kiểu gì vậy chứ?
Bác nói bao nhiêu lần rồi, Đại Vân, cháu là ân nhân của nhà họ Điền bác. Nếu như không có chồng cháu, không có cháu, Đại Lâm sớm đã chết bên ngoài rồi. Bác gái, bác đừng nói vậy. Là do Đại Lâm phúc lớn, mạng lớn. Cháu cũng không thể nói như vậy được. Con người nói chuyện phải dựa trên lương tâm chứ. Người Đông Sơn bọn bác xem trọng cái này lắm. Nói là nhận ân của người ta thì phải báo ân. Cháu xem, nếu nhà họ Điền không lo cho cháu, về tình về lý làm sao mà được chứ. Bác cũng khó khăn, cháu cũng biết mà. Nhà bác có ba thằng con, đều lớn vậy rồi mà vẫn chưa lập gia đình gì cả, lại sống chung với cháu như vậy. Bác sợ người ta sẽ nói ra nói vào, như vậy với cháu cũng không tốt. Bác gái, bác đừng nói gì hết. Cháu đã tính xong cả rồi, sáng sớm ngày mai cháu sẽ đi luôn. Như vậy cũng bớt gây rắc rối cho bác. Xem cháu nói kìa. Mà cho bác hỏi, hai mẹ con cháu định đi đâu vậy? Nghe Đại Lâm nói, cháu có người cậu ở Bắc Bình. Cậu cháu có tốt với hai mẹ con cháu không? Bác xem, cháu có chân có tay thế này, đi đâu mà không kiếm được cái ăn chứ. Chuyện này bác không cần phải lo. Bác cũng không biết phải nói gì nữa. Cháu xem, bác cũng chỉ có chút tiền lẻ này thôi. Nghe lời bác, nhận đi cháu. Bác gái, bác làm gì vậy chứ? Cháu không nhận số tiền này đâu. Không được, cháu cầm đi. Cháu không thể nhận được mà. Cháu cầm đi, Đại Vân. Nếu cháu không nhận số tiền này là không nể mặt bác đấy. Cầm lấy đi. Bác đi đây. Đáng ghét, muộn vậy rồi còn chưa đi nữa. Cô lẩm bẩm cái gì thế? Có một đám người không sợ chết đang trốn trong hẻm, định giết người Nhật. Thật hay đùa đấy? Sau đó thì sao? Không giết được nên chạy rồi. Thời buổi này đúng là chuyện gì cũng có. Dám giết cả người Nhật luôn sao? Momoko, tôi tới ngay. Điền Tam Lâm, Điền Tam Lâm, Điền Tam Lâm, anh đi đâu rồi? Dưới gầm giường. Bảo sao tôi không thấy anh la lên? Anh la tiếp đi. Gì cơ? Anh cầu xin tôi đi. Nếu anh cầu xin tôi tha, tôi sẽ cởi trói cho anh. Được rồi, được rồi. Anh nói đi, nói đi. Tôi muốn đi tiểu. Cô làm tôi sắp dở bàng quan luôn rồi. Mau cởi trói cho tôi đi. Cô không biết tối qua tôi uống bao nhiêu rượu hay sao? Mau lên đi. Tôi nhịn hết nổi rồi. Điền Tam Lâm, anh tiểu ra đây thật đấy à? Tống Nhã Quyên, chuyện giữa cô và tôi không được phép nói ra ngoài đâu đấy. Tôi không nói, tuyệt đối không nói, rõ là mất mặt.
Nhưng mà tôi bảo đảm không quá tối nay, người khắp thành Bắc Bình đều sẽ biết Điền Tam Lâm Anh tiểu ra quần cả thôi. Tống Nhã Nguyên, cô cứ chờ đó cho tôi. Điền Tam Lâm, nhớ kỹ những gì hôm nay tôi nói. Để lỡ mất tôi là sau này không còn nữa đâu. Bà cố nội đây không hầu anh nữa. Cả đời anh Minh của mình tiêu hết cả rồi. Đại Vân này thiệt tình, đi mà cũng không nói một tiếng. Mẹ, con làm sao vậy? Không có gì. Con có nhìn thấy anh cả đâu không? Anh cả? Con không thấy. Sao thế? Từ hôm qua tới giờ không thấy nói về nhà. Không sao, chắc tại công xưởng bận thôi. Lát nữa con sẽ tới xưởng xem thử. Chú ba, mẹ, con về đấy à? Anh có thấy anh cả đâu không? Không thấy, anh ở nhà hàng suốt mà. Sao thế? Vì chuyện hôm qua, nó cãi nhau với mẹ vài câu, đến giờ vẫn chưa thấy về nhà. Anh cả mà cãi lại mẹ sao? Nó dẫn về một quả phụ, nói là vợ của người từng đánh trận cùng với nó, trước khi chết giao họ cho nó. Còn dẫn theo một đứa bé nữa. Anh cả cũng được quá chứ. Mẹ, con đói rồi, mẹ làm gì đó cho con ăn đi. Được. Không phải xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Con ở đây đợi đi. Làm gì thế? Có phải anh cả đi làm chuyện ngu ngốc gì rồi không? Anh cả, làm chuyện ngu ngốc gì cơ? Anh nghe nói có người muốn ám sát người Nhật trong con hẻm đó. Không phải anh cả đấy chứ? Anh đừng có đùa. Dựa vào anh cả mà dám giết người Nhật sao? Anh ấy làm gì có cái gan đó? Anh cũng nghĩ không phải. Anh cả bị người Nhật dọa cho mất mật rồi còn gì. Chắc không phải anh ấy. Anh đừng nghĩ lung tung. Chắc anh ấy mệt quá nên ngủ lại xưởng luôn thôi. Để em đi xem thử. Mà không thì chắc tối qua ngủ lại nhà quả phụ kia rồi. Anh cả giỏi thật đấy. Ôi trời, em đi thay quần đây. Đây là tiền công của anh. Tuy lần này người Nhật chưa chết, nhưng em tin lần sau anh nhất định làm được. Phải đấy Đại Lâm, nhất định lần sau sẽ thành công mà. Anh nhận đi. Anh Đại Lâm, anh làm sao vậy? Anh có chuyện gì cần dùng tiền gấp vậy sao? Anh ấy nhất định bị dọa sợ rồi. Để anh ấy nghỉ ngơi trước đi. To con, chúng ta báo tin về nhà anh ấy, tránh để người nhà anh ấy lo lắng. Thạch Đầu, cậu ở lại chăm sóc anh ấy nhé. Đi. Đi. Anh hai. Anh hai. Con ồn ào gì thế? Nó còn đang ngủ. Lúc nào rồi mà còn ngủ chứ? Nó mệt rồi. Mệt sao? Chỉ có anh ấy mệt thôi sao? Cái nhà này thiếu con đúng là không được việc gì cả. Ân Nhân, sao cô đến đây? Tìm tôi sao? Anh, sao anh ở đây? Tôi không ở đây thì ở đâu? Đây là nhà tôi mà. Nhà anh. Anh có quan hệ gì với Điền Đại Lâm? Điền Đại Lâm là anh trai tôi. Lương Tiểu Thư tới rồi sao? Chào bác gái. Chào bác gái. Chào. Cô biết mẹ tôi sao? Chuyện này là sao vậy chứ? Bác gái, tối qua Đại Lâm qua sửa đồ giúp cháu. Đến khuya vẫn còn làm chưa xong. Chắc là giờ này vẫn còn đang sửa. Cháu sợ bác lo nên qua báo với bác một tiếng. Ý cô là sao? Tối qua anh cả tôi ở chỗ cô sao? Chuyện này là sao? Liên quan gì tới anh? Sao lại không liên quan tới tôi được chứ? Sao cô lại quen với anh cả của tôi? Thằng ba. Lương Tiểu Thư, tới rồi thì vào nhà ngồi đi. Vào nhà ngồi mau lên. Dạ thôi thưa bác, cháu còn có việc phải đi ngay bây giờ. Chờ Đại Lâm sửa xong đồ, cháu sẽ đưa anh ấy về ngay. Bác đừng lo nhé. Đừng đi mà, vào đây. Vào nhà ngồi một chút. Vào nhà ngồi chơi một lát đi. Uống cốc nước đã. To con, vậy cậu ở ngoài đợi tôi lát nhé. Được. Để bác đi đun nước cho cháu. Dân dân, ngồi đó đi nhé.
bác đi đun nước đây. Con qua đây. Thằng ba, con nói cho mẹ biết, con cũng quen con bé sao? Đó là con gái ông chủ con mà. Con biết rồi. Mấy ngày trước con mới giới thiệu anh cả tới công xưởng của ông chủ bọn con làm việc còn gì. Chẳng trách cô ấy lại quen anh ấy. Con không nghe người ta nói gì sao? Cha con bé là xã hội đen đấy. Mẹ nghe ai nói vậy? Người ta chỉ mở công xưởng rồi đi giao hàng. Người ta chính miệng nói vậy với mẹ mà. Mẹ nghe ai chém gió vậy? Hôm đó nó tới tìm anh cả con, còn có hai người đứng phía sau, ai nấy đều dắt súng bên hông đấy. Cứ có súng thì là xã hội đen sao? Cảnh sát cũng có súng đấy thôi, đó là chuyện khác. Mẹ thử nghĩ đi, thời buổi như bây giờ, bên ngoài loạn lạc như vậy, thiên kim đại tiểu thư người ta ra ngoài không dẫn theo hai người làm vệ sĩ, lỡ bị bắt cóc thì làm sao? Nói cũng phải. Vậy được, con đi đun nước đi. Trong nhà hết nước nóng rồi. Đại Lâm, Đại Lâm, bác gái Thạch Đầu, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Cậu làm sao vậy? Anh Đại Lâm điên rồi. Có chuyện gì? Vừa nãy đang yên đang lành, sau đó không biết làm sao, đột nhiên anh ấy lẩm bẩm, nói là đã nghĩ kỹ rồi gì đó. Kế đó thì đi luôn. Tôi định cản anh ấy, kết quả anh ấy không nói không rằng, cứ thế trói tôi lại. Chuyện xảy ra từ khi nào? Được một lúc rồi, để tôi đuổi theo. Đợi chút, để tôi nghĩ cái đã. Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Tôi biết anh ấy đi làm gì rồi. Ngồi xuống đi, chúng ta thương lượng về chuyện tiếp theo. Con đang làm gì thế? Mẹ, mấy ngày tới con phải đi xa một chuyến, mất chừng vài ngày. Nhưng lại không yên tâm được về chuyện trong nhà. Con ra ngoài cũng là làm việc lớn thôi, trong nhà đã có mẹ rồi. Mẹ, mẹ nói xem, có phải anh cả con đã quyết muốn lấy quả phụ đó rồi không? Con đang nghĩ thế này, lần này đi con muốn dẫn theo anh cả, tiện thể cho anh ấy thư giãn luôn. Vậy thì tốt quá còn gì. Chuyện của nó, theo lý mà nói thì người ta có ơn với chúng ta, chúng ta phải báo chứ. Nhưng đó lại là một quả phụ, lại còn có một đứa con nữa. Anh cả, mẹ con Vân Tử đâu rồi? Đã đi từ sáng rồi. Đại Lâm, tối qua con đã đi đâu vậy chứ? Anh cả, mẹ đợi đi, để con đi xem sao. Anh cả, chín giờ sáng một chuyến, 9 giờ tối một chuyến. Tôi... Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện. Tại sao chúng ta phải đi theo Điền Đại Lâm đó chứ? Cậu không phục sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu không có anh ấy, chúng ta đánh súng cũng không biết bắn như thế nào. Thực ra anh ta cũng chỉ là một tên hèn, biết bắn súng thì sao chứ? Còn không phải bị người Nhật dọa cho mất mật đấy à? Người ta là đại anh hùng, từng ra chiến trường, đao thật súng thật. Đối với người Nhật đấy, so với đám sinh viên suốt ngày chỉ biết hô hào đánh Nhật nhiều lắm rồi. Khen người ta nhiều tới vậy, không phải cô thích người ta rồi đấy chứ? Cậu quản được tôi đấy à? Cậu cũng quan tâm tôi như vậy, không lẽ cậu thích tôi sao? Đúng, tôi thích cô đấy. Ai cho cậu thích tôi chứ? Tôi cho cậu biết, cậu không được thích tôi. Tại sao chứ? Bởi vì tôi không có cảm giác với cậu. Mợ à, cháu đến để xin lỗi mợ.
Đại Lâm người ta từng ra chiến trường, não bộ từng chịu đả kích. Mợ đừng giận anh ấy, đừng trách anh ấy nữa. Tên đó là một tên điên, sau này tuyệt đối đừng đụng vào anh ta nữa. Đủ rồi đấy, ông nhìn đứa cháu của ông kìa, ông nhìn đi, anh ta đánh tôi thành ra thế này rồi, nó còn nói giúp cho anh ta nữa chứ. Đứng lại. Đậu tử, mợ cứ thu nhận nó giúp cháu. Thằng bé này được theo mợ là phúc của nó. Sau này có đổi thành họ của mợ luôn cũng được. Chỉ cần mợ tốt với nó, sau này cháu sẽ không tới làm phiền cậu mợ nữa. Tôi xin cô đấy, bà cố nội ơi, cô mang thằng bé này về giùm tôi cái đi. Mợ à, nếu nó theo cháu thì sẽ chết mất. Cháu cầu xin mợ đấy. Hôm nay giữ lại món quà này giúp cô, nếu ngày mai tôi sẽ mất mạng cũng nên. Tú Lan, mợ à, vậy là mợ không muốn mẹ con cháu sống rồi.